Xin chào các bạn, đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ, là ngày cuối cùng của tháng 11. Hôm nay là ngày 30 tây tháng 11. Thì hồi sáng này chúng ta đang nhận được một cái tin tức tốt, một cái bất ngờ đến từ Bitcoin. Đó chính là các bạn thấy là Bitcoin đã trở về và phá cái đỉnh cũ. Ở cái lúc mà khoảng chừng là 4 tiếng đồng trước đây thì các bạn thấy được Bitcoin đã lên tới gần 19.900 đô tùy theo là các bạn nhìn vào sàn nào. Thì có thể là nhiều người nói là Bitcoin vẫn chưa có trở lại cái mức là 20.000 đô Thì tại sao mà mọi người lại nói Bitcoin đã phá đến cũ Thì tôi sẽ chia sẻ thêm về vấn đề này Chúng ta cũng sẽ nói thêm về cái tin hiện bây giờ Thì Bitcoin có cơ hội bị điều chỉnh nữa hay là không Chúng ta phải nhìn lại quá khứ của năm 2017 Chúng ta cũng sẽ nói về cái lỗ hỏng CME mà nhiều bạn đã đề cập đến hồi sáng này Và bây giờ thì trong thị trường Bitcoin, thị trường crypto Thì mọi người bây giờ lại có cảm xúc như thế nào Tại vì chúng ta đã chờ đợi 3 năm qua cuối cùng thì Bitcoin cũng đã trở về cái mức mà nhiều người mong đợi Coi như là cái mức cao nhất từ trước tới bây giờ có nghĩa là hầu hết 100% của mọi người khi mà đã mua ở cái đỉnh của năm 2017 thì bây giờ đã trở về bờ và không còn bị lỗ nữa. Nếu như mà những người đó vẫn còn lưu trữ Bitcoin cho đến ngày hôm nay và chúng ta cũng lại tiếp tục nhận được những thông tin là Bitcoin đại lực nói tới bởi những nhà báo. Thực ra đây cũng không phải là một tin tức gì gọi là quá bất ngờ. thì mình thấy là Bitcoin à, phá định cũ thì đương nhiên những nhà báo sẽ lần lượt nói về tình hình của Bitcoin cũng như là Bitcoin cũng được lên trên đài CNBC thêm một lần nữa. Chúng ta sẽ nói thêm về những cái chi tiết này và cũng không muốn chia sẻ về cái thông tin liên quan tới cái công ty đầu tư Guggenheim à, về việc là công ty này có thể đầu tư 10% của cái quỹ đầu tư của mình vào trong thị trường Bitcoin thì điều này nó như thế nào và thường cũng muốn lặp lại một cái tài liệu thường cảm thấy rất quan trọng để các bạn hiểu được về cái cách suy nghĩ của những cái tổ chức đầu tư lớn bằng cách là chúng ta nhìn vào cái sự tăng trưởng của Bitcoin và nhiều bạn hỏi thường là tại sao tin tưởng Bitcoin tại sao tiếp tục theo đuổi Bitcoin trong vòng mấy năm qua Thường cũng sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề này và Bitcoin thì lên tới 100.000 đô có phải là một cái target, có phải là một cái điều mà có thể xảy ra hay là không? Chúng ta nhìn vào sự thật thì Bitcoin có khả năng lên tới cái mức này hay là không? Hay là đây chỉ là một cái con số viễn tưởng mà nhiều người chỉ đang mơ ước mà thôi? thực sự Bitcoin có khả năng lên được cái mức này hay là không Và đương nhiên chúng ta cũng sẽ nói về altcoin tại bây giờ Bitcoin đã trở lại cái mức trước đây thì khi mà Bitcoin phá đỉnh cũ, đây là cái lúc mà mọi người sẽ bắt đầu quan tâm đến altcoin Thông sẽ chia sẻ thêm về vấn đề này một lát nữa Và cuối cùng chúng ta sẽ nói tới tình hình liên quan đến cổ phiếu, liên quan tới dầu và liên quan tới vàng Tại vì có một số những thông tin rất là quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới vàng Và các bạn thấy được là chúng ta mới vừa nhìn thấy một ngày mà có số lượng vàng cái số tiền rời khỏi thị trường vàng vàng etf là cái số lượng tiền mà rời khỏi đợt này là lớn nhất trong lịch sử của vàng. thì trước tới bây giờ thì này có nghĩa là như thế nào? nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mọi người đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như các bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào các bạn bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital. Như là hiện bây giờ thì các bạn thấy được là đăng ký thông qua sàn FX. Các bạn chỉ cần là nạp 50 đồng Tether thì có thể nhận được 2.000 điểm Snap. Đây là cái ưu đãi dành riêng nhưng mà nào mà đã đăng ký trước đây thông linh của Thuận Capital hay là đăng ký một cái chương mục mới thì những thông tin các bạn có thể bấm vào xem chi tiết để mà xem bằng cách ta bấm vào cái link ở phía dưới cái video này cũng như là các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tính hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là Binance sàn Binance thì nhiều bạn có đã biết là câu chuyện của thần là cái chương mục của, của thần sẽ bị lóc lại trong cái khoảng thời gian là không tới 10 ngày thì những bạn nào mà muốn tiếp tục hỗ trợ capital thì có thể là xem xét và đăng ký thông qua cái link mới và đương nhiên các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch cũng như là trước đây nhưng mà các bạn có thể được giảm 10% phí dịch futures đây là một cái ưu đại tốt hơn những chi tiết nằm ở phía dưới cái video này bởi những cái sàn khác như là sàn bybit Bitia, coinbase metano và ứng dụng blockfi thì hôm qua thường là một cái video liên quan tới ứng dụng blockfi thì nhiều bạn hỏi Thuận là ứng dụng blockfi có hỗ trợ việt nam hay là không thì Thuận không sống việt nam cho nên cũng không có rành nhưng mà nhiều bạn ở việt nam thì nói là có hỗ trợ và đang sử dụng trong thời gian qua thì những người nào có thú có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được hưởng bonus lên tới 250 đô nếu như các bạn deposit tùy theo các bạn là deposit bao nhiêu tiền vào trong ứng dụng BlockFi thì bây giờ chúng ta hãy nói tới tình hình của Bitcoin thì các bạn thấy được là Bitcoin đã đạt được cái đỉnh cũ của sáng ngày hôm nay là 10 9.800, 19.900 đô tùy theo là các bạn nhìn vào cái sàn nào thì các bạn thấy được là giá sau đó thì đã có một cái đợt điều chỉnh và điều chỉnh bây giờ có mức là 19.243 Thực ra mà nói là từ cái mức là khoảng chừng 19.000 đô lên tới 19.900 đô, 19.800 đô thì cái sự tăng trưởng đó rất là nhanh và cái sự điều chỉnh cũng rất là lẹ nhưng mà cái phần trăm điều chỉnh bây giờ thì tương đối là rất là thấp các bạn thấy được là cho đến thời điểm là video này thì sau khoảng chừng là các bạn thấy là 3 tiếng đồng hồ sau khi Bitcoin đã đạt được cái đỉnh cũ thì chúng ta thấy là giá Bitcoin điều chỉnh lại nhưng mà vẫn trên 19.000 đô vẫn là 19.243 đô và thật ra đây là một cái dẫn chứng cho các bạn thấy được là cái lực mua bây giờ cũng còn rất là mạnh tại vì nhiều người ngay cả thuận cũng suy nghĩ là nếu như mà chúng ta càng đến gần 20.000 đô thì cái sự điều chỉnh sẽ càng nhanh và càng sâu và cái điều chỉnh mới đây đã điều chỉnh từ cái mức là 19.500 đô điều chỉnh xuống còn 10... 6.200 đô sau đó đã bật ngược trở lại và các bạn thấy đã đi từ 16.200 đô lên thẳng tới cái mức là 19.800, 19.900 đô ngày hôm nay và sau đó lại điều chỉnh lại một ít thì chúng ta không biết được là bịch không có tiếp tục điều chỉnh hay là không thì các bạn nhìn vào lịch sử trước đây thì các bạn thấy được là Tại sao mà nhiều người hôm nay lại nói là Bitcoin đã phá cái đỉnh cũ hay là đã trở về đỉnh cũ trong khi Bitcoin nhiều bạn nói là vẫn chưa qua được 20.000 đô thì thật ra là các bạn phải nhìn vào lịch sử của Bitcoin tùy theo là sàn của năm 2017. Thì năm 2017 đó, lúc đó khi Bitcoin đạt cái đỉnh mà gần 20.000 đô đó thì lúc đó là rất là dao động, đó là cái đỉnh của đợt tăng trưởng lúc đó. Chúng ta bây giờ chỉ mới bắt đầu được tăng trưởng kế tiếp mà thôi. Cho nên khi mà Bitcoin tới gần 20.000 đô của năm 2017 giá rất là dao động, lúc đó là thị trường FOMO cực độ. Chứ không phải như là bây giờ, bây giờ vẫn FOMO nhưng mà không có FOMO mạnh như là năm 2017 chúng ta vẫn chưa thấy được cái cảm xúc FOMO dân chào đó. Đây là cái vấn đề thì mình chia sẻ thêm một chút nữa. Nhưng mà các bạn nhìn vào những cái sàn thì năm 2017 đó tùy theo các bạn nhìn vào sàn nào thì giá của Bitcoin thực sự mà nói là chưa có đến được cái mức là 20.000 đô. Cái sàn mà giá cao nhất ở thời điểm đó là sàn Gemini với cái mức giá là 19.999. Cái sàn mà giá thấp nhất ở thời điểm đó là giá của sàn Kraken là 19.660. Cho nên mọi người khi mà nhìn vào cái bản giá này tùy theo là sàn của năm 2017 thì mọi người nói là Bitcoin hồi sáng nay lên tới cái mức là 19.800 hay là 19.900 đô thì cái mức giá đó coi như là các bạn thấy đã qua khỏi cái giá của sàn Coinbase là 19.891 của năm 2017. Cho nên nhiều người cho là cái mức giá ngày hôm nay coi như Bitcoin đã trở về cái đỉnh cũ. Đó lý do tại sao mà rất nhiều người nói Bitcoin đã trở về cái đỉnh cũ mặc dù là giá chưa qua khỏi 20.000 đô. Nhưng mà 20.000 đô là một cái mức giá mà nhiều người suy nghĩ đến khi người ta nói tới là cái đỉnh của năm 2017 đây là một con số rất là tròn và đây là một cái điều mà rất là thú vị đối với những cái nhà đầu tư tại vì những nhà đầu tư lúc nào họ chỉ muốn nghĩ đến số chẵn và số tròn cho nên 20.000 đô thì là một cái điều gì đó mà mọi người đều suy nghĩ là Bitcoin phải qua khỏi 20.000 đô mới coi như là phá đến cùng đỉnh mới nhưng mà thật ra mà nói các bạn đã nhìn thấy được là giá Bitcoin chưa bao giờ đạt được mức là 20.000 đô cái giá của ngày hôm nay, cái 3 tiếng đồng hồ 19.800 đô hay là 19.900 đô thì coi như đã là ở cái mức giá mà cao nhất của năm 2017 rồi Chúng ta bây giờ hãy chờ đợi tình hình kế tiếp của Bitcoin Nhưng mà nhìn vào năm 2017 thì các bạn thấy được là lúc đó Khi mà đầu năm 2017 khi mà Bitcoin muốn phá cái đỉnh cũ của trước đó nữa Như là năm 2013 Tương tự như là bây giờ chúng ta muốn phá cái đỉnh cũ là 19 920 000 đi Thì thời điểm đó cái đỉnh cũ trước đó tùy theo các bạn nhìn vào sàn nào Thì năm 2013 Bitcoin đã có mức là 1.100, 1.150 đô Thì thời điểm đầu năm 2017 đó thì Bitcoin cũng tương tự như bây giờ là muốn phá cái đỉnh cũ để lập cái đỉnh mới Nhưng mà Bitcoin các bạn thấy được là phải tốn thời gian Tổng cộng là các bạn thấy là 1, 2, 3, 4, năm Trước đây thường nói là 4 lần nhưng mà hồi sáng này thường nhìn kỹ lại Thì thực ra Bitcoin đã có thêm một cái đợt xuống giá mạnh trong thời gian rất là ngắn Các bạn thấy được đây là cái ngọn nến mà có cái thân rất là dài thì cái ngọn nến này là cái đợt thứ năm khi mà Bitcoin sau khi qua khỏi đỉnh cũ lại bị kéo ngược trở về. Thì khi mà chúng ta nhìn vào năm 2017 thì các bạn thấy được là Bitcoin phải thử cái mức cao nhất là một lần, hai lần, ba lần, bốn lần và tới lần thứ năm thì Bitcoin mới thực sự là rời khỏi cái đỉnh cũ của năm 2017. Chúng ta bây giờ đối với thuận là chúng ta chỉ mới có đợt thứ nhì mà thôi. Nếu như mà lịch sử lặp lại thì chúng ta có thể thấy được là Bitcoin có thể thử lại cái mức là 19.920.000 đô này thêm vài lần nữa trước khi mà thực sự rời khỏi. Đương nhiên các bạn thấy được là có nhiều lần của năm 2017 Bitcoin thử lại cái mức cao nhất của đợt trước đó năm 2013 thì có thể là qua khỏi cái mức đó lên tới cái mức là 1 200 1 ba nhưng mà cuối cùng cũng bị kéo ngược cho xuống cho đến khi mà các bạn thấy được là phải thử 4-5 lần thì sau đó mới rời khỏi được. Chúng ta không biết là đợt này có như vậy hay là không nhưng mà Tình hình thì các bạn thấy được là nếu như mà chúng ta thấy một cái đợt điều chỉnh thì cũng không có ngoại lệ so với năm 2017 khi mà chúng ta muốn phá cái đỉnh cũ trước đó. Và như bạn ngày hôm nay thì đề cập đến là cái lỗ hỏng của sàn CME thì các bạn thấy được là tại vì cái giá đóng lại của hôm thứ sáu với cái giá mở lại của chiều chủ nhật thì các bạn thấy được là cái giá chênh lệch quá nhiều cho nên khi mà sàn CME mở cửa trở lại thì lỗ hỏng rất là nhiều lỗ hỏng này là một lỗ hỏng rất là lớn các bạn thấy được là hầu như lỗ hỏng này là từ khoảng cách là 17.000 đô lên tới là gần 18.300 đô thì những bạn nào mà không có rành về CME gap hay lỗ hỏng sàn CME hay là không rành về sàn CME thì sàn CME là một trong những cái sàn đầu tiên mà cho phép ở Hoa Kỳ là giao dịch hợp đồng tương lai nghĩa là Bitcoin Futures đây là một cái sàn ra mắt vào cuối năm 2017 vàng sàn semi này thường là chỉ cho phép những người nào mà có tiền, coi như là những tổ chức đầu tư hay là những cái người mà giao dịch cái số lượng lớn tham gia vào sàn CME mà thôi để mà giao dịch trong tương lai. Cho nên cái sàn này là chủ yếu là phục vụ người Hoa Kỳ mà không phải là người Hoa Kỳ bình thường, phải là người Hoa Kỳ mà có tiền. Thì sàn CME này là một cái sàn một hoạt động theo cái thời gian là sẽ đóng cửa vào thứ sáu và mở cửa lại chủ nhật cho nên các bạn thấy được là không giống như là Bitcoin hoạt động 24 24 cho nên mỗi khi mà cái sàn đóng cửa lại sau một tuần làm việc thứ sáu và mở cửa lại chủ nhật thì cái khoảng cách giữa cái giá đóng và cái giá mở cửa trở lại đó gọi là cái lỗ hỏng của hợp đồng tương lai CME và có một lý thuyết là lỗ hỏng hợp đồng tương lai CME là phải được lắp lại và trong lịch sử thì đã có rất nhiều lỗ hỏng của sàn CME được lắp lại nhưng mà bản thân thuần cũng đã chia sẻ với các bạn là về cái phương diện lỗ hỏng của sàn CME có được lắp lại hay không thì tùy theo là bạn tin thì là có, không tin thì là không có. Có nghĩa là nếu như các bạn tin lỗ hỏng của CME là phải được lắp lại thì giá Bitcoin phải đi ngược trở xuống cái giá 17.000 đô để mà lắp lại cái lỗ hỏng này. Đây là cái lỗ hổng rất là lớn. Và thật ra trước đó chúng ta cũng có những cái lỗ hỏng là thường nhớ hình như có một cái là khoảng 9.000 mấy nhưng mà chúng ta vẫn không có lắp lại cho đến ngày hôm nay. Cho nên không phải lỗ hỏng nào cũng được lắp lại. Và thực ra mà nói là cái lý thuyết lỗ hổng phải đáp lại cũng không có nhiều cái logic đối thuận cũng không có nhiều cái sự hợp lý tại vì các bạn thấy được là trước hết là Bitcoin không phải là một cái loại tài sản mà chỉ được giao dịch ở Hoa Kỳ Bitcoin là dịch trên toàn thế giới và thứ nhì nữa là các bạn thấy được là Bitcoin không phải là chỉ giao dịch duy nhất ở trên sàn cB mà dịch trên rất là nhiều sàn cho nên không có lý do gì mà tất cả mọi người trên thế giới giao dịch thông qua rất nhiều sàn mà phải xem xét về cái tình hình của lỗ hổng của sàn CME và không có lý do gì nói là Bitcoin phải đi trở lại và lắp lại cái lỗ hổng này cho nên các bạn thấy được là cái lý thuyết phải lắp lại là một cái lý thuyết thường cảm thấy là không có nhiều logic nhưng mà nếu như mà nhiều người tin mà đủ người tin thì điều này có thể xảy ra đây là một trong những điều mà các bạn cần phải suy nghĩ đến có thể là các bạn nghĩ là không có một cái lo chất gì nhưng mà nếu như mà rất nhiều người tin thì điều đó có thể đã trở thành sự thật đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới lỗ hổng của sàn CME